Xin chào các em, chúng ta sẽ cùng học sách toán lớp 1, sách toán mới năm học 2020-2021 của bộ sách Cùng học để phát triển năng lực. Bài số 1, số 2, số 3. Chúng ta hãy quan sát. Ở đây chúng ta có một chiếc cặp. Một cái hộp bút. Ta đếm một chiếc cặp, một hộp bút. Một hình vuông màu vàng. Vậy ta sẽ viết số 1. Ta đọc là 1. Và đây là số 1 được viết ở trên trong vở có ô ly, cao 2 ô ly. Chúng ta sẽ theo dõi cách viết số 1. Chúng ta sẽ quan sát cách viết chữ số 1. Ta đặt bút trên đường kẻ ngang 4 ở chữ số 1 này. Ta viết nét thẳng xiên lên đường kẻ ngang 5. Từ điểm dừng bút của nét 1, ta đổi chiều bút. Ta viết nét thẳng đứng xuống đường kẻ ngang 1 và dừng bút. Đặt bút trên đường kẻ 4. Viết nét thẳng xiên lên đến đường kẻ 2, dừng lại. Đổi chiều bút. Viết tiếp nét thẳng đứng xuống đến đường kẻ thứ 5. Đường kẻ thứ nhất, đường kẻ thứ nhất thì dừng lại. Được chữ số 1. Chúng ta sẽ quan sát tiếp nhé. Một, hai, có hai chiếc bút chì. Tiếp theo, một, hai, một, hai, có hai chiếc tẩy. Có một, hai ô vuông màu vàng. Như vậy, ở đây mỗi đồ vật ta có số lượng là hai. Như vậy, ta sẽ có số 2. Chữ số 2, ta đọc là 2. Và đây là chữ số 2 viết ở trong vở ô ly. Cỡ nhỏ sẽ cao 2 ô ly. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cách viết chữ số 2. Chúng ta bắt đầu đặt bút từ điểm từ số 1 này chính là nét cong trên. Ta thấy chữ số 2 gồm có nét cong trên nối liền với nét xiên từ phải sang trái. Và nét tiếp theo, nét 2, ta sẽ viết đó là nét thẳng ngang.
ta bắt đầu đặt bút từ đường kẻ thứ tư. Và ta chú ý quan sát nét cong trên này. Chữ số 2 này nó rộng 2 ô ly. Cao 4 ô ly. Đây là chữ số 2 cỡ vừa. Đặt bút trên đường kẻ 4. Chúng ta viết nét cong trên. Đến đường kẻ 1 chúng ta vòng xuống. Viết tiếp nét xiên thẳng xiên. Xuống đến đường kẻ 1. Chúng ta đổ chiếc bút và viết tiếp nét thẳng ngang. Nét thẳng ngang này sẽ rộng 2 ô ly. Chính là rộng bằng nét cong trên bên trên này. Chúng ta hãy cùng quan sát tiếp. Chúng ta có mấy quyển vở? Ta sẽ đếm 1, 2, 3 quyển vở. Như vậy là có 3 quyển vở. Tiếp theo, có bao nhiêu cái bút chì? Ta đếm 1, 2, 3. Như vậy là có 3 chiếc bút chì. Có bao nhiêu ô vuông màu vàng? Có bao nhiêu hình vuông màu vàng? Chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3. Như vậy là có 3 hình vuông màu vàng. Như vậy ở đây ta có 3 quyển vở, 3 chiếc bút chì, 3 hình vuông. Như vậy ta sẽ đọc là ta có chữ số, số 3. Để ghi số lượng các đồ vật này, ta sử dụng chữ số, số 3. Và ta đọc là 3. Đây là chữ số 3 được viết ở trong vở có ô ly. Nó sẽ rộng 1 ô ly và cao 2 ô ly. Đây là chữ số 3 cỡ nhỏ, nó sẽ cao 2 ô ly và rộng 1 ô ly. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách viết chữ số 3 cỡ vừa. Chữ số 3 cỡ vừa nó sẽ gấp đôi chữ số 3 cỡ nhỏ này. Có nghĩa là ở đây độ cao của nó là 2 ô ly thì cỡ vừa nó sẽ là cao 4 ô ly và độ rộng của nó sẽ là 2 ô ly. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cách viết chữ số 3. Chúng ta quan sát thấy chữ số 3 gồm 3 nét. Nét thứ nhất là nét thẳng ngang. Nét thứ hai là nét thẳng xiên. Nét 3 là nét cong phải. Ta chú ý điểm đặt bút và điểm dừng bút của chữ số 3 này. Điểm đặt bút. Ta thấy nét 1 này nó sẽ rộng 2 ô ly. Nét 2 sẽ là 1 ô là đường chéo của cái ô này, đúng không? Rộng 1 ô này và nửa cái ô thứ hai nữa. Nét 3 là nét cong phải, nó sẽ rộng 2 ô ly. Và chú ý độ cao của con số 3 này là cao 4 ô ly và rộng là 2 ô ly. Đây là chữ số 3 cỡ vừa. Chúng ta quan sát cách viết. Chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Nét thứ nhất, chữ số 3, ta sẽ đặt bút trên đường kẻ 5. Viết nét 1 là nét thẳng ngang trùng với đường kẻ 5, rộng 2 ô ly. Sau đó ta sẽ đổ chìa bút và viết tiếp nét thẳng xiên từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. Điểm dừng bút của nét thứ hai, ta sẽ đổ chìa bút và viết tiếp nét cong phải. Đến đường kẻ dọc này chúng ta sẽ lượn xuống. Đến đường kẻ 1 chúng ta dừng và chúng ta lượn lên trên, dừng bút ở trên đường kẻ 2.
Như vậy chúng ta sẽ vừa học số 1, số 2, số 3. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức vừa học để chúng ta làm một số bài tập thư giãn. Chúng ta thấy ở đây có mấy con chim? À, để biết có mấy con chim thì chúng ta cần phải đếm, đúng không? Ta sẽ đếm 1, 2, như vậy là có 2 con chim. Ta viết số 2. Tiếp theo, chúng ta thấy có mấy con khỉ nào? À, vậy chúng ta sẽ đếm 1. À, vậy là ở đây có 1 con khỉ. Chúng ta viết số 1. Tiếp theo, ở đây có bao nhiêu bó mía? À, để biết được có bao nhiêu bó mía, chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3. À, vậy là chúng ta sẽ viết chữ số 3. Tiếp theo, chúng ta thấy có bao nhiêu con nhím nào? À, chúng ta sẽ đếm 1, 2. Vậy là có 2 con nhím. Chúng ta sẽ viết chữ số 2. Chúng ta quan sát xem ở đây có bao nhiêu hình lập phương này. À, chúng ta đếm có 1. À, như vậy là có 1 hình lập phương. Vậy là chúng ta có chữ số 1. Đấy. Tiếp theo, chúng ta đếm có bao nhiêu ngôi sao nào? Chúng ta sẽ đếm 1, 2. Như vậy là có 2 ngôi sao. Vậy chúng ta sẽ viết số mấy nào? À, chúng ta sẽ viết chữ số 2. Chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Chúng ta đọc đầu bài. Có bao nhiêu? À, như vậy ở bài này chúng ta phải trả lời câu hỏi là có bao nhiêu. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cần phải quan sát, đếm và chúng ta sẽ trả lời. Ví dụ ở đây là có 2 chiếc quần, đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm thế nào để biết là có 2 chiếc quần? À, chúng ta sẽ phải đếm. Đếm xem có bao nhiêu chiếc quần, sau đó chúng ta sẽ nối vào các số 1, 2, 3 thích hợp ở đây. Ở đây chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu chiếc quần nào. À, 1, 2. Như vậy chúng ta sẽ nối vào. Chúng ta sẽ trả lời là có 2 chiếc quần và chúng ta sẽ nối vào chữ số 2. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm các ý tiếp theo. Chúng ta hãy quan sát và cho biết là có bao nhiêu chiếc mũ. À, để biết là có bao nhiêu chiếc mũ thì chúng ta phải làm thế nào? À, chúng ta phải đếm, đúng không nào? Chúng ta đếm 1. À, như vậy là có 1 chiếc mũ. Chúng ta sẽ trả lời có 1 chiếc mũ và ta nối vào chữ số 1. Ở đây có bao nhiêu tờ giấy màu? À, chúng ta sẽ đếm từng chiếc một, đúng không? 1, 2, 3. Như vậy là có 3 tờ giấy màu. Vậy ta sẽ nối vào số nào? À, ta sẽ phải nối vào số 3. Đấy. Tiếp theo, chúng ta quan sát xem có bao nhiêu chiếc áo. Có bao nhiêu chiếc áo? Đếm 1, 2, 3. À, như vậy là có 3 chiếc áo. Chúng ta sẽ nối vào chữ số 3. Ở đây có bao nhiêu quyển vở? À, chúng ta thấy là có 2 quyển vở. Ta sẽ làm thế nào để biết được? Ta sẽ đếm, đúng không? Ta sẽ đếm 1, 2 và ta sẽ nối vào chữ số 2. Có bao nhiêu chiếc kéo? À, chúng ta sẽ đếm là có 1, đúng không? Vậy chỉ có 1 chiếc kéo thôi. Vậy ta điền vào số 1. Bây giờ ta sẽ ôn lại cách viết số 1, số 2 và số 3.
Số 1. Số 2. À, đây là số 3. Bài tập số 2. Có bao nhiêu? Cũng tương tự như bài 1, để trả lời được là có bao nhiêu thì chúng ta cần phải làm gì? À, chúng ta phải đếm, đúng không nào? Ở đây, ví dụ, cô có bao nhiêu chiếc mũ nào? Chúng ta phải đếm là 1, 2, đúng không? Như vậy là có 2 chiếc mũ. Ta sẽ điền số 2 vào chỗ ô chấm mà có dấu chấm hỏi. Như vậy ở đây là có 2, ta điền số 2. Ví dụ ở đây, tiếp theo, ta điền số mấy vào đây? À, ta phải đếm xem có bao nhiêu cái váy, đúng không? Ta thấy có 2 cái váy, như vậy ta sẽ điền số 2. Tiếp theo ở đây có mấy cái khăn nào? Chúng ta sẽ đếm, à, ta thấy là có 1 thôi, như vậy ở đây chính là chữ số 1. Có mấy cái nơ nào? Ta thấy chỉ có 1 cái, đúng không? Như vậy nó sẽ là 1, à, ta viết số 1. Ở đây có mấy cái áo nào? Ta sẽ đếm 1, 2, 3. À, như vậy là có 3 chiếc áo. Ta sẽ điền số 3 vào ô trống. Và thật đọc lại các số nào? 2, 2, 1, 1, 3. Cảm ơn các em đã xem video nhé. Chúng ta hãy like này, chia sẻ này và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Cách chúng ta đăng ký như sau. Chúng ta sau khi chúng ta xem video rồi, chúng ta thấy ở bên dưới có chữ học cùng con này, đây chính là tên kênh. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào đăng ký. Sau đó bên cạnh đó có chiếc chuông thì chúng ta sẽ nhấn vào chiếc chuông này. Khi chúng ta nhấn vào chiếc chuông này thì tất cả những video mới được tải lên sẽ được gửi đến chúng ta và chúng ta sẽ biết để chúng ta xem. Chúng ta sẽ chọn tất cả. Đấy, như vậy là khi có video, bất kỳ một video nào mới đăng lên thì chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ xem. Và chúng ta cũng bấm vào nút, có thể bấm vào nút like này, hoặc là chúng ta sẽ chia sẻ nữa, đúng không? Chia sẻ này, Facebook này. Đó. Ấn vào đây để chia sẻ.